Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Báo Ren. Và ngày hôm nay thì khá là lâu rồi, mình vẫn chưa có quay gót. Mình biết là một số bạn rất là trông mong vô cái việc mà mình sẽ quay lại gót. Nhưng mà mình nói với các bạn đó chính là lý do vì sao mà mình đã vắng mặt về cái gót này là các bạn có biết, các bạn cũng biết rồi, đang là tháng 7 và đang là tháng cô hồn. Trên thực tế là khi mà anh em mình quay về vào cái tháng này á, nó khiến cho anh em của tụi mình họ gặp những cái điều rất là xui xẻo. Đâm ra là mình rất là kiêng kỵ với cái tháng này. Và mình, nếu mà các bạn nào chưa biết á, là năm trước á, là cũng vào rơi vào tầm tháng 7 này, khi mà mình quay á, là mình bị va chạm xe khá là nặng. Lúc đó cái đầu gối mình chầy nhiều lắm, nhưng mà giờ nó lành rồi. Nhưng mà cái khớp ở phía trong cái xương này của mình thì nó vẫn bị lỏng. Cho nên là họ mình rất là kiêng kỵ vào cái tháng này liên quan đến bà ngoại Randy. Đây. Đây, chung nhỏ tầm. Liên quan đến bà ngoại Randy các bạn. Và một cái điều đáng sợ ngày hôm nay á, thật ra là mình đã rất là đáng đo khi mình quay cái video này, tức có nghĩa rằng là mình sẽ chịu hồi bà ngoại Randy lên để bà ngoại Randy đứng cạnh mình, nghe không thôi mà nổi da gà các bạn. Bây giờ thì trước khi để mà có thể tác hợp được cái nghi thức này á, thì cái việc đầu tiên đó chính là anh em của tụi mình phải chụp hình trước gương. Thì bây giờ hả, mình cùng với chung nhỏ sẽ đi vô trong nhà vệ sinh. Và mình cùng với chung nhỏ đã có mặt tại trong nhà vệ sinh. Và đây, trước tấm gương. Thì ok, thì anh em của tụi mình sẽ chụp hình thử trước gương luôn cho các bạn xem. Hiện tại bây giờ là 3 giờ sáng, 3 giờ sáng luôn các bạn. Và ở anh em của tụi mình á, bắt buộc phải canh đúng vào cái thời điểm là 3 giờ sáng thì mình mới có thể tại vì trong nghi thức á, nó chỉ chênh lệch được 3 phút thôi. Đâm ra là một là 3 giờ sáng, hai là 3 giờ 3 phút. Và ở tụi mình sẽ chụp 3 tấm hình. Thì nếu mà các bạn nào chơi, các bạn phải biết đây. Ok nha. Cái trò này rất là nguy hiểm nha, và trò này rất là linh nghiệm, cho nên đâm ra là hả, cái này trò này thì nó không liên quan đến quỷ các bạn, nó chỉ là một cái kiểu như là một cái điện tích âm á, nó mang đến cho mình thôi. Đâm ra là nếu mà không phải là quỷ, tại vì các bạn biết sao không, nếu mà cái nào liên quan đến quỷ á, các bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi thể xác của mình. Rồi, một ấy, quên chụp trước sau cái gương các bạn, đúng rồi, ấy ra. Ok, 1 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, tiếp là 2 tấm nữa, 1 2 3. Rồi, ok, vậy là coi như là anh em của tụi mình đã chụp, dường như là chụp tổng cộng là 5 tấm hình. Mình sẽ kiểm tra lại 5 tấm hình này nó có bị lỗi gì không nha anh em. Đây là hình của anh em mình vừa chụp luôn nha. Đây, có nhìn vào gương giờ đó. Này thì đó, và các bạn có biết một điều, đó chính là buổi tối á, nó cấm kỵ bởi 3 thứ, đó chính là một là các bạn đứng trước gương, và 2 các bạn mang ô trong giường, mang ô trong nhà, và 3 đó chính là các bạn chải đầu ha. Mình xin giới thiệu với các bạn luôn là đó chính là cái máy in của mình, và mình đã để sẵn mấy tờ giấy ở phía chỗ này để mà mình có thể in ra mấy cái tấm hình ở đây. Thì anh em của tụi mình á, đã lựa ra được 3 tấm hình. Nói chung là 3 tấm hình này là 3 tấm hình á, nó chuẩn ngay cái gương. Tại vì cái phần quan trọng mà anh em của tụi mình chụp trong cái gương á, nó rất quan trọng nha anh em. Đây, mình có thể mở to ra cho các bạn xem thử 3 cái tấm hình này nó chỗ nào ta. À đây nè. Đó, tấm hình thứ 2 như vậy, và tấm hình thứ 3 như vậy. Và mình muốn cho các bạn xem kỹ ở trong từng tấm hình, làm xem nó có chi tiết gì hay không. Nhất là quan trọng nhất là về cái phần gương ở phía sau của anh em của tụi mình nữa các bạn. Thì ok, các bạn có thể thấy là ở trong gương này nó rất là trắng, nó chỉ nhìn ra được phía sau của anh em của tụi mình thôi. Nhìn kỹ nha, cái phần gương này rất quan trọng á. Nhìn kỹ nha, nhìn kỹ nhất là mấy cái góc này nè. Tại vì chút hồi anh em mình bắt đầu khi mà làm nghi thức á, là khả năng cao nó sẽ xuất hiện một cái gì đó. Nhưng mà bây giờ anh em của tụi mình hả, phải xem trước để hở cho biết, cho hội biết nó sẽ phát hiện ra một cái gì đó.
Rồi ok, không có vấn đề gì hết anh em ơi. Rồi, thì ba tấm hình này là bây giờ anh em của tụi mình phải bắt đầu in luôn. In à? Ok, rất là chuẩn. Rồi, thêm tấm hình nữa đây. Có một thứ mà mình có một thứ mà mình nghĩ là một số bạn đông đảo là các bạn cũng có thể biết. Đó chính là khi mà mình Wow. chụp hình, khả năng mình thấy ma chưa có, nhưng mà khi mà mình rửa hình đó các bạn Mơ. là khả năng thấy ma nha anh em. Đâm ra là hả, mình nghĩ là các bạn xem phim nhiều, các bạn biết được cái nguyên tắc của cái việc rửa hình rồi các bạn. Cái rửa hình nó cũng sẽ ra cái kiểu trắng đen như vậy nè. Rồi bắt đầu cái hình thứ ba nha. Hình đó hình thứ ba hả? Rồi đây mình sẽ để ở đây luôn ba hình. Đây sẽ là ban đầu mình sẽ xem kỹ trước ba tấm hình này, tại vì chút hồi á nè các bạn có thể thấy nha, là cái tức có nghĩa là khi mà mình rửa hình á là Chưa có trắng đen. cái tấm gương ở phía sau á nó bị mất đi rất là nhiều, đâm ra là các bạn có thể thấy là mình chỉ có như vậy thôi đúng không? Rồi ok, tấm hình thứ nhất thì rất là ok đó, ổn không có gì hết. Các bạn nhìn cái ui từ từ Wow, cái từ khúc từ này. có mình cảm giác như nó có cái gì ở đây nè anh em Cái khúc này nó sáng mà. Nè. nè Thấy không? Cái tấm này nó sáng nè. nè nè từ từ mình cảm giác như nó có một cái gì ở đây nè các bạn có thể nhìn kỹ nha, nhưng mà mình vẫn chưa biết là cái gì, nhưng mà hả mình mong là nó không phải là một cái gì đó xấu. Cái này là mình chưa vô nghi thức nha anh em, đâm ra là anh em phải nhìn kỹ thật là kỹ giúp mình với ở mấy cái góc này nào. Mình chỉ sợ tại vì đợt trước anh em của mình nó chụp đó, là có hồn ma anh em. Đây nè anh em nhìn kỹ nha, rất là quan trọng ở mấy cái chỗ mà mấy cái góc khuất đó, mấy góc khuất đó, nó hay xuất hiện ở đằng sau anh em mình lắm. Rồi ok, ba tấm rất là ổn luôn. Rồi đây đưa cái trên máu đây, cái hình của bà ngoại Randy á là bắt buộc anh em của tụi mình á là phải đốt thành tro để hở cho vô cái máu này nha anh em. À, nhưng mà đúng rồi. Cẩn thận nóng nha. Nó ra khỏi bàn luôn các bạn ơi. Ây da. Và công đoạn của anh em của tụi mình bây giờ tiếp theo đó chính là phải bỏ cái tro này vô trong máu. Và cái nghi thức này mình nói với các bạn là tức có nghĩa là nó không nguy hiểm nhưng mà nó đáng sợ anh em. Đợt trước anh em của tụi mình khi mà bắt đầu làm là rất là ghê quýu luôn đó, khi mà mình thấy được những cái cảnh tượng đó mình quýu luôn. Và mình mong là họ mình sẽ không gặp lại những cái cảnh tượng đó nữa, tại vì nó rất là ghê á, khi mà mình coi lại mình ám ảnh cả mấy ngày các bạn. Rồi một công thức cuối cùng đó chính là anh em của tụi mình phải rửa những tấm ảnh này ra thành trắng đen thêm một lần nữa thì nó mới ra được kết quả nha. Rồi khuấy lên đây nha, khuấy lên đây, khuấy khuấy thật kỹ lên nha. Các Rồi bạn thấy đổi màu không các bạn? ok Ơi đó ghê ha. Các bạn nhìn này các bạn ơi, nhìn y như là tiết canh vậy đó, mà nó ghê hơn tiết canh nữa, nó giống kiểu nó bị cho đen đi rồi, nhìn ghê quá. Rồi ok, rồi bây giờ là mình sẽ bắt đầu mình rắc rắc máu lên trên ba tấm hình này. Mình rắc máu lên trên ba, ui à, da. hết nóng hết nóng. Gì? Rồi bây giờ công đoạn nữa là mình đợi nó khô thôi các bạn ơi. Ghê quá ghê quá, ui rửa tay chứ các bạn. Ok bây giờ mình sẽ đợi cho nó khô rồi đó các bạn ơi, và sau 30 phút thì hở cái này nó sắp khô rồi các bạn ơi. Sẽ để lên trên đây anh em mình quét thêm một lần nữa nha các bạn, là hở nó mới ra được cái kết quả nè anh em. Đó rồi bây giờ anh em sẽ quét xem coi là ba cái tấm hình này nó sẽ như thế nào nha. Rồi còn một tờ cuối cùng lấy luôn đi chung, tờ cuối cùng lấy luôn đi. Ok các bạn, rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra xem coi là ở trong ba cái tờ này nó sẽ có cái gì không nha. Bây giờ mình sẽ kiểm tra kỹ từng tờ trước các bạn. Đấy đây là mỗi một tờ là nó sẽ có một cái đây, từ từ kiểm tra từng tờ đi cho nó dễ. Đây mỗi một tờ là nó sẽ đây những cái vết máu này, khi mà anh em của tụi mình scan ra thêm một lần nữa là nó sẽ Đúng bị rồi. đen, Bị đen. và khi mà bị đen trắng như vậy là các bạn mới có thể nhìn được rõ là những cái vết máu này và đằng sau vết máu này nó sẽ có những cái gì. Ok anh em ráng nhìn rõ giúp mình nha. Đó bây giờ chung nhỏ nhìn nhìn kỹ từ nhìn kỹ mấy cái vết máu này nè, tại vì mấy cái vết máu này nè, ui các bạn có để ý là cái vết máu này nè, cái khúc này nè, nó khá cái vết máu nó khá giống thành cái khuôn mặt ông ta nè. Đây là con mắt nè, đây là con mắt nè các bạn, đây nè giống cái mặt của người đàn ông đúng không, đúng không nhờ các bạn nhìn nè. Đấy cái vết máu các bạn, thì cái vết máu nó tạo thành còn đây Ui cái bàn tay. mèo, hồi nãy máu nó chảy ra đúng không, mày nhìn ghê các bạn. Chạy xéo lên nữa.
nhưng mà em ráng để ý kỹ nha, tại vì cái nghi thức này nó liên. Ui, từ từ, các bạn nhìn kỹ khúc này coi. Đây nè. Cái gì vậy? Con mắt đây nè. Mẹ cái gì vậy? Ui cái gì vậy? Ui. Con mắt của ta. Mẹ cái gì ghê vậy ta? Từ các bạn. Dạ. Vỡ cái nồi luôn các bạn ơi, cái ghê vỡ nồi luôn ha. Ui mẹ hồi nãy vết máu nhiều luôn hả Trung? Chúi các bạn nhìn đi các bạn. Sao nó ra hình quái cái đó nè. Vãi cái nồi Trung ơi. Má có ma thiệt Trung ơi. Vãi cái nồi Trung ơi. Đây anh thấy hình bàn tay không? Nè. Ui mẹ ghê vậy. Trời ơi, má mình nổi da gà thiệt luôn các bạn. Má cái này mình không có sắp đặt hay là mình làm gì đó các bạn. Đúng mẹ rồi. Mình đã, má mình đã quýu luôn á. Khi mà đổi về trắng đen các bạn thì ui, nhìn mẹ thấy rõ không cái này. Thiệt mà, má nói thiệt mà. Tôi đi rồi. Mẹ. Ui. Cái gì? Mẹ cái này là vết cào mà. Ui, ui. Hồi nãy mình rảy đâu có vết cào vậy đúng không? Nào. Các bạn để ý kỹ thì đây là một vết cào mà thậm chí ở ngay đường của Trung nhỏ nè, nó bị rách nguyên một đường cái vết cào luôn nè. Wow. Ghê vậy, nó không Trung nhỏ nè. Những cái miệng em không ra cái miệng luôn Trung. Ui giời. Từ các bạn để ý kỹ nha. Mình cảm giác như cái mặt của mình á, nó vô hồn kinh khủng luôn các bạn ơi. Mình ê, không... gì? Từ. Gì? Trong tất điện thoại nè. Đâu? Đây là một người nè, em nè. Em với anh Bảo đứng đây nè. Còn đây. Đâu? Thấy ba cái đầu không? Đâu? Đây nè. Một cái đầu nè. Hai cái đầu, ba cái đầu nè. Cái hình trong điện thoại nhỏ anh em ơi. Đúng rồi. Mình nhìn không ra anh em ơi. Nhưng mà mình nhìn ra ba cái đầu ơi. Phải hả? Từ để ý nha. Tại vì khả năng rất là cao là bà ngoại Renny sẽ xuất hiện. Tại vì mình chơi cái nghi thức này, khả năng rất là cao là bà ngoại Renny sẽ xuất hiện. Ok, anh em mình kiểm chứng tờ thứ hai, Rồi, anh em nhìn kỹ nha bạn ơi. Cái mặt của mình sao tự nhiên nó có cái vết gì nhìn như mụn rồi anh em. Ok, nhưng mà hả, mình cố gắng mình tìm. Ghê Trung. Ghê Trung ơi. Cái dấu. Anh cảm giác nhìn như hình thời á các bạn. Ghê vãi. Heo. Ui. Trung, em có cảm giác hả, ở đây nó giống như là một cái con ma nữ không? Nè. Cái vết máu này tạo thành một con ma nữ nè các bạn. Đúng rồi. Má ghê bởi đái luôn. Đúng rồi. Quá cái đầu đi Trung ơi. My God các bạn ơi. Trung ơi. Anh Bảo là bên đây. Quá ghê các bạn ơi. Bà ngoài đây đi các bạn ơi. Mien. Ghê quá vậy. Hồi nãy là mình chỉ nhìn thấy cái mặt bà thôi. Bà đuôi. Nè. Bà ngoài đây đi các bạn. Nè bà ngoài đây đi nè. Ui bà ngoài đây đi nè. Các bạn nhìn kỹ nè. Bà ngoài đây đi đúng không? Quá cái đôi. Anh Bảo đâu? Bãi cái đôi. Anh Bảo thấy em không? Còn anh Bảo đâu? Má cái hình trong gương của anh bị mất luôn. Ừ. Má bà ngoại đây nè. Bà ngoại đây đi. Đứng ngay phía sau em luôn. Bãi cái đôi thiệt luôn Trung ơi. Khi hồi nãy ngay cái điện thoại này đã thấy ba người rồi. Coi tiếp theo. Ui mất rồi. Mất rồi, không có bà ngoại đây đi các bạn. Đây là hai người. Kiểm tra. Đây anh Bảo lại nè. Kiểm tra cái tấm này ít máu quá. Tấm này ít máu các bạn. Cái tấm này mình quên rắc máu ở phía trên này rồi. Hoặc là máu nó bị ấy đâu rồi. Mình đã chéo qua nên rồi. Rồi kiểm tra kỹ. Trời ơi. Hoàng Trung. Nó nằm sâu lắm anh em ơi. Hoàng Trung quá, ghê vậy nó hồi các bạn ơi. Ghê vậy nó hồi luôn. Ghê mày ơi. Má ghê mày ơi. Không bây giờ mấy luôn á. Ghê chung. Má mày nói luôn. Từ các bạn. Ghê quá. Để mình giữ bình tĩnh. Chút hồi mới hơn. Chút hồi mới tấm hình là mình đốt liền nha các bạn. Đúng. Ui mày. Nó ngay phía sau. Ui các bạn ơi nè. Nè. Ui. Ui. Nè các bạn. Rõ ràng luôn. Quái cái đôi kìa. Nè. Ê. Bà ngoài đây đi thiệt đi. Đó.
thôi cầm đeo đó thôi, cầm đeo đó đi, cầm đeo đó đi, cầm cầm đeo đó đi đi các bạn ơi. Thôi thôi thôi, mình không có thời gian, mình quay video đó các bạn, cầm đeo đó đi, cầm đeo đó đi.